À, điều khiển. Điều khiển. Mở máy. Hai động cơ ba pha. Động cơ ba pha. Ba pha. À, lưu ý ha. Điều khiển mở máy hai động cơ ba pha. Tương tự như sau. Như sau. Rồi. Thứ nhất đó là gì? Nhấn nhấn on 1. On 1 thì động cơ 1 chạy. Được chưa? Rồi. Nhấn on 2. Động cơ 2 chạy. Rồi, phẩy, ha phẩy ha phẩy. Tuy nhiên động cơ 2 chỉ chạy khi động cơ 1 đã chạy. Rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là muốn cho động cơ này 2 chạy trước á, thì không thể nào nhấn được, đúng không? Thì khi động cơ 1 chạy xong thì chúng ta nhấn on cho động cơ 2 chạy thì nó mới chạy được. Đó, thì nó khống chế ha. Đây. Hai động cơ đang chạy. Đang chạy. Thì nhấn off. Hai động cơ này sẽ dừng lại. Rồi, ok ha. Rồi, bài tập này đơn giản như vậy thôi các bạn ơi nha. À, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích. Chúng ta sẽ có một cái bảng gồm có những cái thiết bị nào. Thiết thì chúng ta phải có một cái nút on 1 nè, đúng các bạn. On 1. Rồi chúng ta phải có một cái nút on 2. Đó. Rồi, chúng ta phải có một cái nút off, đúng không? Off. Đó. Rồi, chúng ta có ba cái đầu vào và chúng ta có hai cái đầu ra là hai động cơ, là động cơ 1. Đúng không? Rồi, động cơ 2. Như vậy thì chúng ta bắt buộc phải có tối thiểu 5 cái thiết bị phần cứng là ba ngõ vào và hai ngõ ra. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành vẽ sơ đồ đấu dây cho phần cứng gồm có mạch điều khiển và mạch động lực. Yêu cầu, đề bài yêu cầu vẽ mạch đấu dây điều khiển của thiết bị và mạch động lực cung cấp cho động cơ ba pha. À, như vậy thì chúng ta sẽ đi vẽ mạch tiếp nha. Rồi tạm thời tôi bôi cái bảng này. Thì mình cũng rất hy vọng là các bạn tập trung và lắng nghe những cái chia sẻ của mình. Rồi sau đó các bạn hiểu bài, bạn làm lại những bài tập này. Đó. Và mình hy vọng là gì mình những cái gì mình chia sẻ được á giúp được cho các bạn có thể là học cơ bản. Thì từ đó thì sau này các bạn muốn học nâng cao thì chúng ta sẽ tự đi tìm tài liệu chúng ta học nha. Rồi như vậy tiếp theo thì tôi sẽ vẽ cái sơ đồ đấu dây từ con PLC. Thì chúng ta sẽ vẽ đấu dây. Đầu tiên là ba nút nhấn ngõ vào. À, chúng ta sẽ vẽ đấu dây như sau. Một con PLC. Rồi chúng ta sẽ có cái input, chúng ta có cái output. Rồi bây giờ tôi sẽ không vẽ nguồn cung cấp cho PLC nữa nha các bạn nha. Tôi không vẽ nguồn cung cấp nữa mà tôi chỉ vẽ là gì? Tín hiệu đấu dây thôi. Rồi hai ngõ vào, ba ngõ vào. Com M chung nè, rồi 0.0, 0.1 và 0.2. Được chưa? Như vậy thì bây giờ á, chúng ta sẽ đấu dây. Với giả sử tôi cho cái nguồn nguồn âm nối vào chân M ha. Ví dụ âm nối vào chân M âm. Như vậy thì các cái chân còn lại của các cái input thì tôi phải đấu vào nguồn dương. Không? Cộng à, cộng rồi kéo tới một loạt đây rồi nói xuống một cái ha, hai cái rồi ba cái, được chưa các bạn?
Đó, chúng ta sẽ có ba cái đầu vào như vậy ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có ngõ ra như sau. Ngõ ra là 3L 3M rồi 0.0 0.1. Rồi 3L chúng ta nói tới nguồn cộng nguồn 24V ha. 3M chúng ta nói tới nguồn trừ của nguồn 24V DC. Rồi như vậy á thì chúng ta sẽ có cái ngõ ra 0.0 cho cái relay thứ nhất. Mình gõ đây là R1 là relay 1. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái ngõ ra cho relay 2. R2. Rồi, hai cái này nếu tín hiệu xuất ngõ ra mức cao là 24V dương thì chân còn lại chúng ta sẽ nói về nguồn âm. Rồi như vậy chúng ta đã đấu xong cho cái ngõ ra của relay là 24V. Tại vì khi chúng ta điều khiển động cơ ba pha thì chúng ta phải điều khiển đóng mở một cái công tắc-tơ ba pha, và công tắc-tơ ba pha không thể nào điều khiển trực tiếp từ nguồn 24V của cái con PLC được, mà công tắc-tơ nó được cấp nguồn ít nhất là 220V hoặc là 380V tùy vào cái loại ha. Rồi như vậy thì chúng ta đã có một cái bảng sơ đồ đối diện như sau, thì chúng ta sẽ liệt kê ví dụ như bây giờ chúng ta có cái chức năng đi ha, chức năng rồi chúng ta có cái địa chỉ ha, địa chỉ và tôi đặt cho cái nút y 0.0 là nút off, off là y 0.0 và nút on 1 là y 0.1 và nút on 2 là y 0.2 và nút quy là động cơ ha, động cơ 1 là quy 0.0, động cơ 2 quy 0.1. Đây chúng ta phải lập ra cái bảng địa chỉ này, thì khi chúng ta lập trình đó là chúng ta giống như là khi các bạn lập trình đó, thường thường trong phần mềm nó sẽ có cái phần là tạo task, thì mình lấy cái tên task đó ra để mình dễ quản lý thiết bị trong cái chương trình của mình nha. Rồi như vậy thì tôi sẽ tiến hành cái phần gọi là vẽ sơ đồ đấu dây mạch động lực. Thì trước khi mạch động lực á, thì chúng ta phải có mặt thêm một mạch điều khiển từ ngõ ra của relay nữa. Rồi như vậy thì giả sử như tôi sử dụng công tắc tơ loại cấp nguồn 220V